Ngày 14 tháng 10, từ 18 giờ đến 21 giờ theo giờ Việt Nam, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm và coi trọng của nhà nước đối với các lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, với một số mục tiêu, tổng kết, đánh giá hoạt động của các lãnh sự danh dự thời gian qua để có định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, chủ động thiết lập và củng cố kênh liên lạc thường xuyên hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các lãnh sự danh dự, tạo cơ hội để các lãnh sự danh dự tìm hiểu cơ hội, tiềm năng hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với nước tiếp nhận, phát huy vai trò của lãnh sự danh dự trong việc triển khai thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tại nước tiếp nhận, giới thiệu, quảng bá với các lãnh sự danh dự về đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của các lãnh sự danh dự và luôn hỗ trợ tạo mọi điều kiện cần thiết để các lãnh sự danh dự có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thứ trưởng Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài căn cứ nhu cầu thực tiễn để tìm kiếm ứng viên lãnh sự danh dự phù hợp, chú trọng lựa chọn ứng viên có uy tín trong xã hội, có quan hệ tốt với chính quyền sở tại, cộng đồng doanh nghiệp, có khả năng tài chính để có thể thúc đẩy hợp tác phát triển cũng như thực hiện tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tại địa bàn.